Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Và lần này thì không để anh em chờ đợi nữa, chúng ta sẽ bắt đầu anh Evan mùng 2 tháng 9, ngày lễ quốc khánh của Evan Tem vào công trình kỳ nha em ơi. Và hiện tại anh em đang xem trực tiếp tại game trang chủ đó là võ công truyền kỳ .net, mấy chủ Đại Sơn Hà nha em ơi. Mấy chủ này cũng đã open hơn gần 7 tháng nè em ơi, hơn 7 tháng rồi. Bây giờ thì đây là mùa Evan mùng 2 tháng 9. Thì hôm trước hẳn đã up Evan anh Ngạc Chính rồi. Thì cũng như là anh Evan kiếm thị tinh này nọ nè. Và hôm nay thì Khải sẽ anh Evan cho anh thiếu 5 xe nha em. Nói chung là mỗi mùa Evan Khải đều anh ráng anh phải 4 đến 5 mạng nè em ơi, để lấy thị tinh để đọc đồ nè. Chứ không có thị tinh là chịu nè em ơi. Rồi. Ok anh em, ok Thức Nguyễn nha. Mình đập dây chuyền thiên nhẫn dở lên hơn. À ok Minh Minh ơi, ủa dây chuyền thiên nhẫn Minh lên hả? Nếu dây chuyền thiên nhẫn lên thì cái dây chuyền chú phượt này lên không Minh ơi? Đâu rồi? Có một cái dây chuyền chú phượt là như là con lông bù thì phải. Đâu dây chuyền chú phượt là đâu ta? Mất tiêu ta. Có một dây chuyền quên mất tiêu ta. Một cái dây chuyền chú phượt là như là chú phượt năm độc là lên rồi không nói. Có một cái dây chuyền gì nữa. À dây chuyền lên không? Không phải. Đúng rồi. Dây chuyền lôi không có lên không ta? Tại vì có phổ lôi không mà chưa đọc thử. Dây chuyền lôi không có lên đâu. Dây chuyền chú phượt của Nam Độc phải lên không này? Ơi lộn. Đâu dây chuyền chú phượt Nam Độc xịt. Dây chuyền lôi không có lên không ta? Ok bây giờ chúng ta anh Vinh nha em ơi. Ok anh Vinh 1000 cá thứ được nha em ơi. Dạo này có gì hot không ạ? À? Hôm qua thì Khải đã lên đủ mảnh chính nổ không kêu một phá nè em ơi. Đúng rồi, hôm qua anh đi lễ nè em ơi. Hello chim dài nha. Đợt đặt tên chắc quá. Hello anh em đang phản, hello anh em. Trời ơi, tầm này chơi cái nọ bán lại cũng được 5-7 triệu đó anh em. Ok, bây giờ Khải nghe Vinh cá nha anh em ơi. Khui thì tên nào. Chủ yếu anh Vinh lấy thì tên em ơi. Thì tên Phúc Duyên này nọ đã nó bị đập đồ tiếp tục. Một rương kiểu phái, rương đồ phổ này. Khui à, bây giờ đây anh thiếu 5 rồi nè. Đây thiếu 5 xe nha nè. Thiếu 5 bóng của Khải. Đó. Một duyên thì tên, ok man. Một duyên thì tên rồi nha. À, có một duyên thì tên đi chỗ khác đi. Nói chung anh chỗ nào mà có rồi là Khải là không muốn đứng nè. Nó không ra nữa. Khải cảm nhận là như vậy. Đây người bọn người mời anh em lúc nãy hỏi này nè. Cái bọn này 3,5 triệu nè mà. Cái bọn này không đặt tóc được. Cái bọn này quá đen. Cái bọn này không đạt được 101 nè mà. So với hiện tại bây giờ thì cái bọn này không đạt được. Bán đang bán giá 3,5 triệu. Ở thứ 6 vừa rồi không có công thành nè mà. Thứ 6 vừa rồi không có công thành. Không gặp Khải 2 ngày, nhớ quá anh, nhớ quá à. Còn hơn nhớ vợ à. Ok, cảm ơn Duy Thành nha. Hello Tân Nguyễn. Đâu con lôn giải ép lại được không Khải? Hiện tại bây giờ thì chưa cho chức năng rã ra nên là không ép được thích xe ơi. Không ép được anh em ơi. Nên là nếu mà cho rã ra thì Khải cũng đã rã cho anh em xem rồi. Hiện tại bây giờ chưa cho rã vũ khí. Nên là tầm này cứ đập đồ toàn min, nó Khải không dám đập nè. Hôm qua có đập cho Nhật một cái ngọc bội nhưng mà chán thiệt sự. Một cấp 9x, 3 cấp và 1 cấp. Trời ơi, nó thay đổi là số 3 lên đầu tiên là ngon luôn nè. Nói chung là giờ chịu chứ sao giờ. Xây đồ này nọ tầm này đen quá. Còn cái bóng này thì 7 triệu nè. Bóng này thì không đạt được 1,26. Thiếu mái tóc. Thiếu 1 tóc hay 2 tóc vậy. Ôi 3 viên thị tinh là nha. 4 viên thị tinh là nè. Ok ok. Rồi ok, cái này anh nhiều là đi chỗ khác, đi chỗ khác, khác. Tại bây giờ Khả chủ yếu anh Vinh dùng kêu là kiếm thị tinh cũng như là phổ này nọ để biết tiếp tục đập xem thử được cái phổ nào nha em ơi. Tôi đi chơi mà vẫn không video. Ok Lộc Lộc ơi. Có người bọn Miami tóc 2933. Đầu người bọn nó ngon nha. Ôi ngon lành cành đào. Xấu cục rồi em à. Xấu cục thị tinh rồi em ơi. Thị tinh ơi. Hôm trước Khải anh đen quá em ơi. Một lần 15, lần 17 thị tinh. Trời ơi đen quá đen. Hai bên đây không like bài Khải. Ừ hai bên đây Khải về nhà không có like em ơi. Giờ lại lễ nó là Khải không có like được. Lễ là Khải ở nhà xa nên là Khải về phía vợ Khải chơi nè. Nên không có like được. Nói chung là cũng như anh em đi dì quơ vậy đó. Đâu đó. Anh em mình. Oh, wow. 7 viên thị tinh rồi anh em à. Hiện tại bây giờ Khải đang gom lệnh bài boss nè. Ít hôm nữa Khải sẽ bêm ít lệnh bài boss cho anh em xem. Gom gần được vài chục cái rồi. Chắc ngày mai. Mai hiệt mốt đó bêm lệnh bài boss cho anh em xem. Mai hiệt mốt Khải sẽ bêm lệnh bài boss cho anh em xem nha. Chắc còn gom được rương rồi. Rương ra bêm cho vui nè. Lâu quá chưa đánh lệnh bài boss. Để lấy hết. Phương Tường Bắc à. Ok. 2 ngày không xem like nhớ giả màng à. Ok cảm ơn những tình cảm của anh em dành cho Khải nha. Hello anh em, hello anh em. Khả năng anh Vinh anh em ơi, đợi tí nữa anh em ơi. Ôi da yeah. Rồi xong lên mà boss quá trời đã Khải lóc ạc đó. Rồi phun rương. Hiện tại lên mà boss Khả đã cắt gom gần đủ rồi nè mà. Gần đủ một rương rồi, nói chung là tối nay anh Vinh 2 ạc nữa đi. Thì chắc cũng được tầm 70 lên bài boss đó. Ít rồi.
Hãy gọi lên máy bot lại ngay. Lên máy bot này. Gọi lên máy bot ngay. Nói chung là cóc bớt đồ. Rồi anh Evan Thành Đô Nam. Ok. Từ từ Khải đi giao dịch bớt đồ à. Hello Trương Hình Trung nha. Hello MS Phú To nha. Hello Toàn Nguyễn Hoàng. Chọn cái tên gì. Hello Lợi Trần. Hello anh em. 250 anh em đang xem cho Khải một lần ủng hộ chơi nha anh em. Tạo giờ Khải đang ăn Vinh rồi. Tí nữa Khải sẽ bắt đầu coi thử mình mở được mảnh nào. Mình sẽ đi ép mảnh đó nha anh em. Nếu mà mảnh nào mà hợp lý thì mình sẽ đi ép nha anh em. Mảnh nào lên 100% thì mình dám ép anh em ơi. Chứ còn xịt quá sợ lắm. Xịt sợ kinh khủng anh em. Tối nay có xoay nữa không? Hiện tại tối nay thì Khải vẫn đang cố gắng tìm phôi. Tìm phôi rác để xoay nè mà. Phải có phôi rác thì mới dám xoay nè. Tầm này phôi rác mua không ra. Không ai bán phôi rác luôn nè. Nên là khó xoay quá. Không thể xoay nổi. Ít nhất phải có phôi rác trong người thì mới xoay được. Rồi, có bước qua đây. Hello anh em mới vô nha. Hello mọi người. Hiện tại bây giờ thì Khải đã gom ít rồi. Gần 60 lần bài boss này. Gần 60 lần bài boss này. Chắc ngày mai. Ngày mai Khải sẽ đánh lần bài boss nha anh em. Anh em gì hôm nay rồi đến ngày mai chúng ta sẽ bêm lần bài boss nha anh em. Bây giờ Khải gom gần 60 cái này. Hello Bozak nha. Nam Thành Đô đi. Ok, hello VIP Nam Lì nha. Nam Thành Đô đi, ok nè. Thành Đô Nam đúng không? Thành Đô Nam. Ui, full rương luôn rồi anh em ơi. Rồi, ok. Rồi, được 60 lần bài boss rồi. Tiếp tục này. Thị Tân. Thị Tân ơi. Chủ yếu là lầm Thị Tân này nè mà. Anh 500 cái, 500 cái được 7 cục Thị Tân rồi. Cố lên, đầu lần này anh 20 viên Thị Tân cho nó lời như thế. Anh bữa toàn lỗ 1 đến 2 kim thôi nè. Hôm qua em kia thì anh được anh kia lượt lời được 2 kim cũng hơn. Nói chung là cũng anh có ạch lời lỗ. Chứ không thể nào mà lời hết. Cũng không thể nào mà lỗ hết được. Tùy theo hình xui nè mà. Rồi Thành Đô Nam anh gồng 100 cái. Không duyên thì tin là luôn em ơi. Gồng 100 cái rồi. Rồi xong rồi. Không có duyên thì tin là luôn. Rồi xong. Không nha. Đi chỗ khác đi. Thành Đô Nam không có duyên thì tin là luôn. Rồi Khải đi chỗ khác nha em. Thành Đô Nam đen vãi. Ở trên đó anh em nhặt quả nhặt đi nè mày. Có một hai người nhặt cũng được này. Lên nhặt được nhiều nhặt. Tiếp tục nè. Hello anh em, hello mừng anh em. Nó đặt tóc không Khải hiện tại giờ không dám mở nè mày. Không dám mở. Bữa nay không có thấy xem được bot. Xem được bài bot nhỉ. Có nhưng mà tầm này thì nói chung đa số xem bằng đêm anh em. Xem bằng đêm. Ôi mới 7 thì tên rồi nè mày. Kiếm 2 bài viên nữa coi. Xem bài bot. Rồi ok 8 viên rồi. Cố lên này. Cố lên 15 viên tiếp tục khui kia nữa nè. Khui tiếp tục cái huân hỷ chiến thắng nữa nè. Đấy, ra đi. Mới có 9 viên thì tin rồi. Thì tin nữa đi, úp cóc nè. Mới 9 viên thì tin rồi nè mày. Khải đi phường tường này. Phường tường. Tin. Chủ yếu tiếng thì tin. Đấy, 10 viên, cố lên. Còn 200 mấy chục cái nữa, con có lên 3 cục nữa, 5 cục nữa, 5 cục nữa, 5 cục nữa. Ow, ok. Ai, cha cha cha, ngon lành cành đào. 2 4 6 8 10 12 rồi. 12 rồi, cố lên. 3 viên nữa cho 15 nhá đẹp ơi. Xong tí mở túi nữa nè. Mở túi con Huy nữa nè, hơn có rồi nè. Rồi, con về đứng rồi anh em ơi. Ôi. Rồi, xong phun rương luôn. Anh dọn rương cái nè. Đúng rồi, nếu mở giải thì đẹp tuyệt vời, ông mặt trời luôn rồi nên chung là mình cũng đen lắm anh em ơi. Mở đồ toàn cái nịt. Bớt mấy cái này qua đi nó chặn rừng. Rồi như này sát thủ giãn phi tốc đồ. Cắt cứu là điếu này. Bớt. Mấy cái lách đóng kim này nọ là mình chưa xài đến. Cứ vứt con này đi. Khi nào cần xài mình sẽ xài nè. Khi nào cần xài sẽ xài. Rồi. Ok. Dọn đường ngay. Xin chào Khải đẹp trai nhé. Ok, hello Ngọc CN nha. Ok người nam. Xin chúc anh em mới vô một like chia sẻ ủng hộ chơi nam ơi. Hiện tại bây giờ thì Khả năng nghe Vinh mùng 2 tháng 9 nha nam. Khả năng nghe Vinh mùng 2 tháng 9 nam ơi. Đang nghe Vinh anh ơi, em đang nghe Vinh anh ơi. Đang nghe Vinh anh là cứ lên quả đi em đọc giờ cho mà ra. Tôi vừa rồi em quên đọc mà. Em đang nghi vấn 12 cục thì tin em đen dữ. Thì tin đâu? Đủ. Hiền tin. Đấy, 13 viên. Cố lên, thêm 2 viên nữa. Đồ, mấy anh em ăn hai mấy cục sao mình nhỏ dữ ta.
chúng nó chặn hết đường ra. Trời ơi, chịu thật. Rồi, không thể tin luôn em ơi. Chết rồi, mới có 13 cục thôi. Còn hai mấy cái cuối cùng, chắc là chặt rương rồi. Chắc là chặt rương rồi. Nó mang này còn hai mấy cái cuối cùng nè. Rồi, hết chỗ luôn rồi. Ôi, chúng ta 43 cái vẫn thiếu ta. Ai còn cái quân huy máu lửa không Nam? Bước em 7 cái đi Nam ơi. Đâu, thiếu quân huy máu lửa rồi. Thiếu quân huy máu lửa rồi. Quân huy máu lửa thiếu dữ ta. Anh sao làm bánh này, anh thiếu quân huy dữ ta. Cái đó anh thêm được 50 cái nữa Nam. Mà thiếu vãi. Tự nhiên bắt. Anh đang anh vừa anh ơi. Ngày trước chơi bên Phật Sơn nhiều lâu không chơi, không nhớ chơi thế nào. Ok anh em ơi, nói chung thì anh em có đam mê thì cứ vào chơi trải nghiệm cho vui nè. Ra được gì không? Ra được 13 thì tin anh ơi, đầu đen vãi. Được 13 thì tin nè. Quá nhỏ. Cái lại 3 cái lắc đầy. Nghiên cứu rồi. Không lên độ lâm từ lương sư đồ giang hồ. Rồi, để tính tiền thì lời thì lỗ chắc lỗ rồi. Lần này lỗ sắp mặt rồi anh em ơi. Không có gì hết. Hiện tại đa xâm hòn mới có 2 mảnh thôi. Việc Tấn Nguyễn ơi, mới 17 viên thôi nè mày. Còn thiếu đến 7 cái quân huy chiến thắng nữa nè. À, ok được coi lời lỗ nè. Phát cuối à, 30 ô à. 30 ô nữa giao dịch bớt mấy cái thị tinh này nọ qua nè. Hiện tinh với lộn, hiện tinh chứ. Hiện tinh với mấy cái nhân nè. Gom cho nó rộng nè. Món này để ép đồ này, đó, phục viên này. Đó. Hạt này. Hạt này là có hạt sử dụng ta. Tiền hối lộ nè. Tiền hối lộ nè. Mấy điểm này vứt này, đó cho nó chọc chỗ nè. Từ từ để tính tiền là cái này cái tiền này. Rồi, còn ráp thôi. Rồi, hiện tinh hóa nè. Rồi. Tí nữa em cắn dư em cho. Nhớ 16 tuổi cày ngày cày đêm mà giờ già luôn rồi. Mình già luôn rồi ha. Ok ai rồi còn khác rồi. Hello anh ơi. Ok giờ bắt đầu em mở cái cuối cùng được gì vậy nè. Cái cuối cùng quan trọng rồi em ơi. Bạn nhiều thông kênh shop luôn nè. À cái cuối cùng này. Bí kiếp 120. Gì đấy. Có không. Có hình đồ bí kiếp 120. Bí kiếp 90. Kiếp 90 nè em ơi. Nhỏ quá. Nhiều. Khui. Một viên thị tinh. Một boss. Rồi, sắp mặt rồi. À, cuốn viên 3. Cuốn 3 ăn rồi. Trời, được có mình một bình đại ta. Một hữu duyên đại ta. Một hữu duyên đại à. Hai boss đại cao thủ nè. Mấy cái tiền này. Mấy cái này không có tiền boss shop nè. Này không có tiền để boss ngoài cà lon nè. Rồi, đưa mặt nạ. Ôi, không có bắt vào rương luôn. Mà không có bắt vào rương luôn. Đen quá. Không có thời gian chơi và xem khả chơi cũng vui. Ok anh ơi. Anh ơi em tải về máy rồi mà di chuyển liên thu màn hình. Em nhắn F10 nha em ơi. Hoặc là em inbox trực tiếp vào fanpage đi. Bên đội ngũ Adder sẽ hỗ trợ giúp em nha vấn đề đó nha. Diệu Tử ơi. Hồi trước em cũng chơi bên Đại Gia Sơn. Lúc đó mua ạc với lại ạc trong bang anh luôn à. Ok bác Mafi à. Ok anh ơi. Ok em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui 43 cái quân huy máu lửa tiếp tục tìm thị tinh em. 2, 4, 6, 8, 10, 14 viên à. 14 viên rồi. Do đó là chúng ta sẽ tiếp tục tìm thị tinh từ 50 quân huy này nha em. Nhưng mà vừa rồi Khánh có 43 à, hơi đen. 43 thị tinh, có 43 cái cục này. Vui nè. Trời ơi, tức nào hám. Tầm này tìm thị tinh rồi em ơi. Chủ yếu thị tinh là được. Anh Evan này tốn hết 7 kim nha em. Anh em có thể xem những Evan mùa này, mùa trước cũng vậy. Thì cứ một lần anh Evan là 7 kim nha em. Thu lại gì thì sau video này Khải sẽ thông báo anh em xem thử thu lời hay lỗ cho anh em xem nha. Nói chung là chắc chắn là lời rồi, lời kinh nghiệm anh em à. Lời 15 tỷ kinh nghiệm lận nè, 15 tỷ kinh nghiệm lận. Ờ 15 tỷ kinh nghiệm chứ. Mùa này 15 tỷ. Đó, cục này nó ngon. Ui. Nó luôn luôn. Boss. Đó, thị tinh. Trời thông anh phù thị tinh đi. Thị tinh. Trọng. Đấy, thấy chưa? Một viên thị tinh, ngon lành tiếp tục. Rồi cái này vô. Kiếm thị tinh đã đập đồ nè mày. Không thị tinh không đập được. Tinh hồng. Trời ơi. Bạn nhựa.
bán nhiều, bán mấy cái này thử cái nó ra gì mới không, đi thu khác rồi. Hello anh em nha, hello nè, hello mọi người, anh em đang xem thì ủng hộ Khám một like chia sẻ chơi anh em ơi. Ủa Thiết Hắn được kinh nghiệm sao anh shop vậy? À hello Hồng Đạo ơi, 13X, 13X trở lên thì không ăn được Thiết Hắn rồi nha Hồng Đạo ơi. Khải vừa đẹp trai vừa có giọng quá hay. Ok anh em ơi, sau cái video anh Yvonne này thì em sẽ hát cover vài cái khúc 8X, 9X cho anh em xem nha, vui nha anh em. Anh em nào cảm thấy hay cái vui thì cho Khám một like chia sẻ chơi nha. Tối nay thì chủ yếu lên giao lưu chủ đạo anh em là chủ yếu anh em à. Cũng không có gì hơn, chủ yếu là lên giao lưu chém gió anh em, cũng như là khai hát hò vài ca khúc cho vui nè. Trời ơi là mày boss không ăn đồ rồi ngựa thợ kháng tính 10%. À cái này cho ngày 10 mang được anh em à, cái này cho ngày 10 mang được nha, đẹp đấy. Ok anh em đợi Khải tí. À, Khải lên fanpage Khải chia sẻ đấy, anh em rảnh cho Khải một chia sẻ, năm hơn 70 anh em trên fanpage anh em. Cho Khải một chia sẻ video ủng hộ chơi nha. Nói chung cái mảng fanpage này á thì Khải không có làm. Xưa giờ nói thiệt anh em nè, cái mảng fanpage này là Khải không có tương tác nhiều, tại vì là Khải không có fanpage. Hồi xưa giờ Khải không có fanpage. Khải mới tập tành làm fanpage cách đây khoảng hơn 1 tháng thôi nè, và cũng được hơn gần 3k lượt theo dõi rồi. Thì nói chung cũng không có gì hơn, nói chung cũng cảm ơn tinh thần cũng như là cái động viên của anh em. Chứ còn đỡ mà Khải mà đỡ tự làm một cái fanpage như thế này, đỡ mà hôm nay được 3000 người theo dõi như thế này là nó là một quá trình nè, không phải đơn giản nè. Chung là Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục anh tiếp theo. Cảm ơn những lời của những cái comment cũng như là những cái like của anh em nha anh em. Nói chung là không gì, cứ anh em mỗi lần tối 7:15, 7:30 giờ đi, anh em rảnh rõ cho Khải ghé vào kênh fanpage Di Khải Gaming, ủng hộ Khải một view là Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Vô mang thì còn hot không? Nói chung là Ngọc Bòi hot đó, nhưng mà vấn đề là hello Tuấn Anh, vấn đề là nó phải đặt mốc 101 thì nó mới hot được này mà. Như cái Ngọc Bòi lúc nãy 24, 26 thì không đạt được 101 thì nó cũng như một cái mốc ngày 181 là quá bình thường nè. Đó, nó phải đạt 101 thì nó mới ok được. Đó, ok cảm ơn anh em nha. Ok tiếp tục ăn nè. Còn 18 cái. Nãy Khải 43 cái, thiếu 7 cái nè. Trời ơi, thì tính đâu. Trời ơi, rồi xong toàn rác thôi anh em ơi. Rồi cái video này Khải sẽ up lên ngược lại trên kênh nha. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại ủng hộ chơi nha. Ôi thiệt nhạc vẫn kiếm này. Nè. Rồi tiếp tục giao dịch mấy lần bài boss qua ạ. Hello Miên Hòn nha. Hello Khánh Trần Văn. Ép nỏ đi ha. Trời ơi không, nằm này không dám ép nỏ em ơi. Sợ ép nỏ xịt quá. Này không dám ép nỏ luôn nè. Hello Hải Ngô. Like riết thành fan cứng luôn ạ. Ok Hải Ngô ơi, ở trên fanpage nó có cái chế độ là fan cứng nè, cũng hay nè. Chúc ca bài không đau vì quá đau nhân Khải. Ok Cường Đặng Thiểu ơi. Hello Duy Lê nha. Ui mấy nay không like bạn. Ok Duy Lê ơi, mấy nay Khải lỡ lọc mùa hàng chính này nọ nên là cũng đi nhỏ chơi với gia đình này nọ là ít online được anh em ơi. Anh em thông cảm nha. Hát bài Tầng Phu đi Khải. Ok Tony Trần ơi, xong cái này tí nữa Khải sẽ cover bài Tầng Phu anh em xem nha. Tí hát bài easy luôn à. Ok hello Thoại Võ Văn. Rã cái bao tay, rã cái đau ạ. Hiện tại chưa cho rã Thoại Võ Văn ơi, chưa rã. Chưa cho rã anh em ơi, hiện tại sẽ vừa chưa cho rã. Chứ rã Khải là rã cho anh em xem rồi. Nói chung là Khải Hoàng Đăng Hống cũng như anh em, cũng mong sao cho rã anh em à. Cũng mong sao cho rã thì mình mới có cơ hội để mình sở hữu một cái xương tinh khỏe nè. Chứ tầm này thì anh em là cầm cái xương tinh mà mình quá chán luôn anh em ơi. Không muốn đổi con lồn xuống nào. Hello Khải quá nhỏ. Ok anh ơi. Hello anh Tuân coi TV nha. Dẫn vợ đi hành chính nè. Đúng rồi Dương Phúc ơi, vừa hát ép nổi đi anh ơi. Đồ chết là đẹp à. Ok bây giờ thì Khải tiếp tục mở những cái rừng cuối cùng. Rồi thì tên nào. Đồ khó chùa quá nè mà. Trời ơi mớ được đúng một thủy tinh nè. Nhỏ quá chưa. Đúng một viên thủy tinh. Rồi ok để có xem hello hello cho anh em xem nè. Rồi còn gì nữa không. Phi Phong. Rồi ok giờ này máy này sắp mạch hết rồi. Chuyển qua clone luôn đi. Trong tầm này lên mà quả bị quýnh sắp mạch quá nè mày. Tối nay thôi đỡ đem hỏi cũng được, không sao. Giờ lên mà quả quýnh không có đất sống luôn nè. Còn có vài anh em cứ online á, không mình thua. Đem cứ cố gắng lên nhặt được nhặt. Làm bài Khải nhỏ đi. Ok anh Ngọc Tú lên nha. Mấy đêm trời mà cái đao nhìn nó minh trắng, giờ mà đã cho rã thì em nghĩ đồn kia không phải xuống giá. Đúng rồi, nếu cho rã đồn kia cũng phải chúng giá nó dịu từ rồi. Khải nghĩ như vậy. Ok để coi lời lỗi anh em. Để trước khi lời lỗi chúng ta cùng mở hết mấy cái phố ở đây. Đây tính cho anh em xem nè.
Đầu tiên thì anh em Vinh, cái quan trọng nhất đó là hai lệnh bài bot này. Hiện tại server đang mua với giá là hai lệnh bài bot là 1.5. Khải đọc nó nào cảm ơn đó cho anh em xem thử nha. Hai lệnh bài bot đại 1.5. Đó. Mấy lệnh bài bot đặc biệt lúc nãy là cho không ai thèm lấy nữa. Nên là cách chỉ là cất để lại đánh cho vui thôi anh em ơi. Còn hai lệnh bài bot nó có giá này. 1.5 hai cái này, auto rao lên là có người mua. Rồi xem bao nhiêu viên thủy tinh. 1 2 3 4 5 6 7 15 viên thủy tinh anh em ạ. 15 mà tương đương khoảng 100 200 đây cho nhanh đi. 15 cho 200 đây cho nhanh đi là 3 kim. 3 kim cộng với 1 kim rưỡi là có 4 kim rưỡi nè. Đó. 4 kim rưỡi. Ở cục này là 100 sâu. Cộng 200 triệu là 100 sâu, như xưa giờ là vẫn như cũ 100 sâu. 4 kim rưỡi nè. Cộng cho 100 sâu nè. Ủa? Là 4 kim 6. Hình Ngọc Hoàng chuyển khoản. Ủa anh Hình Ngọc Hoàng chuyển khoản vừa đó nó đem 100k phải không Hình Ngọc Hoàng ơi? Chỗ này em vừa thấy 100k anh em ơi. Nếu phải thì em cảm ơn anh Hình Ngọc Hoàng nha. Rồi 4 kim 6 rồi. Tiếp tục cái này là 300 triệu kinh nghiệm là bán được 150 xu. Thì em sẽ thu lại 150 xu nữa. Là 4750. Rồi cục này thì tương đương khoảng 200 xu một cục. Ấy 100 xu một cục chứ. Thì 6 cục này được 600. Còn được 600 nữa là được 5350. 5350 và cái xong càng khôn là được 500 xu 15 ngày. Còn 500 xu 15 ngày là được 5850. 5850. Rồi cuốn này trời, cuốn này chắc 50 xu 100 xu hoài thì lấy luôn. 5850. Phi phong này được khoảng 200 xu. Đó, 200 xu là được 6 kim 150 xu. Ờ, 6 kim 150 xu rồi. Ờ, chính cái này là bèo bèo cũng được 450 xu nè. Nói chung cái này bán bèo lắm cũng được 70 xu. Thôi mình cho 100 xu đi, 9 cái là 900 xu. À, ngon anh em à, thu lại 9.000. Ở lộn thu lại 6.950 xu rồi. Nói chung là hòa vốn không lỗ nha anh em. Hòa vốn không lỗ nha mọi người. Nói chung đỡ mà nói thu lại xích đồ này. Chưa nói mấy cái thiếu ố đi phù này. 7 ngày này. Rồi thân hình phù này, 7 ngày hoặc 1 tháng này. Nói chung là ok anh em à, với 7 kim thì Khải thu lại là ok, không lỗ lắm anh em. Ok rồi Khải mở tiếp tục xem có phổ gì nha. Anh em hỏi cả có ép cái gì không? Nhưng mà muốn ép gì thì trước khi mình phải mở được cái phố này mà. Phố được nào, cái phố này mình ép được thì mình mới ép được nha anh em. Ban khám 100k nha. Vừa nói có đao tóc cho mình 10 ban 20k nhưng mà nên ban 100k góp vui. Ok em cảm ơn anh Hoàng Hoàng Hình nha. Ok anh ơi, Hình Ngọc Hoàng. Ok anh ơi, cảm ơn anh vừa donate 100k vì cái đao mình nha. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp tục mấy cái phố này. Ra cái phố nào ok thì mình mới ép được nè. Chứ mấy nhiều phố không ép được. Tứ không mà dưới đao. Rồi một đao tứ không. Chú vừa cảnh đầu cái này ép xịt này mà không sao. Ấy cái này năm độc này ép lên 100% này. Cái này nên năm độc ép lên này. Như này. Tơ Hoàng Nghi Đao, Đao Thiên. Ma Hoàng Giáp Khôi, Giáp Khôi là cái nọ này đại giáp mà còn khôi ta. Đại giáp là cái áo còn khôi nữa thành cái nón nữa, không hiểu được. Không hiểu được. Vô Giang Cầm Nguyễn à, bao tay Vô Giang có giá này. Sâm Hoàng Lý, giày Sâm Hoàng cũng ok đấy. Ôi rủ hai cái sâm hoàng dây, sâm hoàng tinh hai dây sâm hoàng luôn. Lôi khung cẩm đái, đai lưng lôi khung không thua. Rồi ok, không có gì hết em ơi. Chỉ được một cái là cảnh phù này. Rồi cái tơ hoàng nghị đao, tứ không đao, với lại vô yến này. Đó, hàng đó ngon, còn mấy cái này thì không yên thua. Mấy này ép chi phí cao lắm anh em ơi. 88877, phòng 8 là em biết tốn biết nhiều thì tin rồi, thấy chưa. Ôi còn chưa nói là nhiều phố nó ép xịt nữa nè. Đó, ok. Vừa rồi Khải nghe Vinh Thiếu Lâm thì nói chung là cũng không lỗ không lời anh em ơi. Nói chung là bỏ 7 kim, thu lại 7 kim hòa vốn nha mọi người. Lên được 1 cấp rưỡi, khá ok rồi. Bây giờ thì Khải sẽ giao dịch qua thị tinh cho ạc chính. Nói chung Khải sẽ gom về tới thị tinh trong ngày hôm nay. Và tí nữa nếu Khải mua được cái phố nào thì Khải sẽ nghiên cứu đọc nha nè. Nói chung là gom lại cái đã. Được 15 viên thị tinh thôi cũng được nè. Nói chung tương đối tầm này anh trung bình có 15 viên thôi nè. Không hơn không kém. Ủa vừa rồi như có thêm một viên thì tên nè. Đâu nhiều đó hả? Rồi ok. Mấy cục này khả năng danh bởi Khải Anh nè. Cục Khải Anh 3 tỷ nè. Càng khôn nè. Rồi Khải Bức bên này nè. Vô Yến nè. Lời không cảnh phù. Cái này chú Phượng là không cảnh phù. Như cái này năm độc á. Cái này như năm độc ép lên ta. Khải Anh như gia truyền năm độc. Biết lên thì xuống. Biết lên không nữa. Thùy không rõ lắm. Rồi, ok, đưa mình nạ. Rồi, bắt qua này ngay. Hôm qua thứ 6 không có công thành em ơi.
Hôm qua thứ sáu vừa rồi thì bị trục trặc kỹ thuật nên là trận thành không được diễn ra. Với lại đúng ngày lỡ nữa là hợp lý, không diễn ra trận thành là đúng rồi anh em ạ. Muốn chơi lại giao lưu mà Ader ôn lại ký ức quá. Ok anh rồi cũng khác thôi. Anh muốn chơi game này thì hãy truy cập ngay vào trang chủ vocongtruyenky.net giúp em nha. vocongtruyenky.net viết liền không dấu. Và hiện tại mấy chủ em đang tham gia này là mấy chủ S6 Đại Sơn Hà nha anh. Hello Văn Bảo Hưng nha. Hát bài ép gì cũng hết. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ cắt rừng nó gọn gàng xíu tính tiếp nè. Rồi đến tiếp tục ăn con khác nè. Hôm nay thì chương trình trả chương trình nhiều, chúng ta lên ăn event rồi giao lưu anh em một tí phát lương nè. Anh Thiên Sứ ơi, Thiên Sứ nhận lương, Thiên Sứ ơi. Thiên Sứ ơi, có online không? Cho em thông tin đi, giờ nhận lương nè anh ơi. Nhận lương hoạt động một tuần. Giang Thôn đi anh, Giang Thôn đi, hoạt động tuần. Rồi. À, rồi gia truyền là chú Phượng xịt anh em à, gia truyền chú Phượng ép xịt. À, khó nhờ. Chú Phượng dược cảnh phục ép xịt anh em ơi. Cái gì mà ép xịt không lên được. Vừa tham khảo là như là xịt anh em, không lên nói. Phải cấp cái rương này, còn chỗ nào chứa không? Đâu, rương mình giờ hết chỗ chứa luôn anh em ơi. À, tôi từng hãy dọn rương cờ lon lại, chính cờ lon. Chúng hiện tại bây giờ Khải đang đủ mảnh nỏ rồi anh em ơi, chín mảnh nỏ rồi nhưng mà Khải không dám đi ép anh em ạ. Giờ một là đỡ thanh lý lại, bù lỗ lại mình lên cái bụi khác. Chứ hôm trước lỡ ra cái nỏ, ba mảnh nỏ nó là phải theo nỏ luôn á. Rồi, rồi, cá nhân nè. Trong cá nhân bữa giờ Khải Nghĩa Bình Khải gửi cho bàn khá nhiều. Gần 1k cá nhân rồi. Chung cái này coi như là Khải tặng cho anh em trong bàn. Như là anh em cố gắng hoạt động rồi cuối mùa nếu mà bàn được top thì sẽ lấy cái đó chất phát cho anh em. Bán là phát chất phát cho anh em. Rồi nó coi anh Thiên Sứ bao nhiêu tiền. Thiên Sứ ơi, gì Giang Thông đi anh ơi. Ok ok không coi Thiên Sứ. Thiên Sứ 7 ngày hoạt động được 700 xu. Đây anh ơi. Nói chung là những ngày hoạt động có ít có nhiều anh em mình nhận ít cho vui. Đó. Để em đi đổi xu ạ. Cái này chính của Khải nha nè. Lên mắt sao chơi đi bạn nè. Đây nè em ơi, Khải có 9 mảnh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, giờ chỉ còn mở ra cái nỏ thôi. Nhưng mà đang rất là nhùng tay không dám mở nè em ơi. Hello Mỹ Trần nha. Hello nè, anh em mới vô cho một lần hồi chơi nè em ơi. Đủ mảnh nỏ nè em ơi. Chơi game mà sợ game thôi mà. Lên luôn đi Khải vậy. Rồi Tony, ok, Khải nhận Tony, ok. Anh em này Khải tí nè em ơi. Vừa rồi Khải Nghĩa Bình ạch Thiếu Lâm. Ok anh em ơi, vừa rồi Khải ngạch xong Thiếu Lâm rồi nha anh em. Đó, nói chung thì được ít phổ mà Khải không có cái phổ nào ép được luôn anh em ơi. Ok thì anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like đăng ký kênh ủng hộ video này nha anh em ơi. Vừa rồi nãy Khải Nghĩa Bình còn Thiếu Lâm. Chắc tiếp tục Khải sẽ Nghĩa Bình Thiếu Yên nè em ơi.